chào bạn tôi là phạm hồng chiến hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn đổi tên trên tài khoản zalo ha tài khoản zalo hay facebook hay là fanpage kênh youtube tất cả chúng ta đều cần phải đổi tên thành tên đầy đủ có dấu viết xuôi. Ví dụ như tôi là Phạm Hồng Chiến thì tài khoản Zalo của tôi cũng phải tên là Phạm Hồng Chiến. Facebook cũng như vậy ha. Tại sao chúng ta lại đổi tên tất cả các cái tài khoản mạng xã hội về tên đầy đủ của mình. Bởi vì chúng ta đang xây dựng thương hiệu cá nhân và các tài khoản mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo là nơi để chúng ta quảng bá bản thân cũng như mang lại giá trị cho cộng đồng, tức là những người follow mình nhận theo dõi mình đó, like mình ạ. Bạn bè của mình trên danh sách Facebook và Zalo đó. Nhân tiện có một thành viên trong đội nhóm hỏi về cách đổi tên tài khoản Zalo, do đó tôi làm video này luôn. Điều này tuy đơn giản nhưng tôi mong rằng video này sẽ giúp cho bạn có thêm những giá trị khác nữa ngoài những thao tác kỹ thuật ha. Rồi, truy cập ứng dụng Zalo trên điện thoại đây là cái tab đầu tiên tin nhắn zalo đúng không ạ bạn hãy kích vào cái tab dưới cùng bên tay phải đây có bốn cái ô vuông đấy bấm vào để xem trang cá nhân rồi ở ba cái dấu chấm trên cùng bên tay phải kích vào ba dấu chấm nhấn vào phần thông tin rồi có tên zalo này username này giới tính ngày tháng năm sinh điện thoại mình chọn đổi thông tin rồi ở đây mình hãy đổi thông tin về tên đầy đủ có dấu nha viết xuôi rồi giới tính, ngày sinh. Hãy chọn chính xác. Tạo username nữa thì càng tốt. Nhưng hãy lưu ý rằng username sẽ không thể thay đổi hoặc xóa sau khi tạo nhé. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ảnh đại diện cũng thế. Kích vào cái ảnh này này. Chọn ảnh có sẵn. Tài lên và bạn lưu ý rằng ảnh đại diện, ảnh đại diện tất cả các tài khoản mạng xã hội cũng cần được đồng bộ hóa giống hệt nhau để giúp khách hàng tiềm năng của chúng ta, những fan hâm mộ của chúng ta nhận diện thương hiệu chúng ta cho tốt ha. Và chúng ta còn có thể đổi ảnh bìa của Zalo bạn có thể thiết kế ảnh bìa chung cho tất cả những cái tài khoản mạng xã hội Zalo nó có cái phần giới thiệu bản thân 100 từ bạn hãy cập nhật vào đấy những cái dòng kêu gọi hành động ngoài ra còn cài đặt và thiết lập quyền riêng tư quản lý tài khoản, cài đặt chung. Tất cả những cái này nó đều là tiếng Việt, rất là dễ hiểu nên bạn hãy tìm hiểu thêm ha. Bạn nên nhớ Zalo là một kênh tiếp thị hết sức tiềm năng. Tuy không bằng Facebook, nhưng Zalo là nơi chúng ta kết nối với những khách hàng tiềm năng rất là tốt nếu bạn có số điện thoại của họ bạn lưu số điện thoại của họ họ lưu số điện thoại của bạn thì hai tài khoản này sẽ tự động kết bạn zalo với nhau hoặc nếu bạn có số điện thoại của khách hàng bạn hãy tìm zalo của họ qua số điện thoại và gửi lời mời kết bạn tỷ lệ đồng ý kết bạn cũng rất là cao khi bạn đăng bài trên zalo thì 100% bạn bè trong danh sách sẽ nếu có đọc cái phần tin tức của Zalo đó họ sẽ được thấy thì bài viết này sẽ được hiển thị tới 100% bạn bè nó không giống như tài khoản Facebook là chỉ có 5-10% ban đầu thôi bạn hoàn toàn dễ dàng đăng bài song song trên Facebook và Zalo đăng bài trên Facebook xong thì copy đăng trên Zalo đúng không ạ mất có mấy chục giây thôi rất là đơn giản thêm nữa gọi điện thoại qua zalo mà đường truyền nó rất là ổn định chất lượng gọi còn tốt hơn cả facebook và dĩ nhiên nó miễn phí gọi điện thoại qua zalo và facebook miễn phí không tốn một xu nào cả ngoài ra zalo còn có chức năng tạo group chat Group chat của Zalo cho phép số lượng thành viên nhiều hơn Facebook. Group chat của Facebook tối đa là 250 thành viên. Còn Zalo, nếu tôi nhớ không nhầm là hơn 500 thành viên. Và tỷ lệ tương tác của group chat Facebook và Zalo đều rất tốt. Tốt hơn group chat của Telegram rất nhiều. Group chat của Zalo còn có thêm một số chức năng ưu việt hơn của Facebook nên bạn hãy tìm hiểu và áp dụng nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của tôi. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Hãy truy cập website của tôi chiếnphạm.com và kết bạn với tôi qua Facebook cá nhân cũng như Zalo và các kênh mạng xã hội khác để nhận được những thông tin hữu ích về phát triển bản thân, kinh doanh và đầu tư.